Khương mến chào anh Hữu Trọng ở phường Tân Lập, Ban Mê Thuộc, Đắk Lắk. Anh có gọi điện cho Khương và có báo với Khương là anh Trọng ở xã Ea Tu có cho số điện thoại anh Khương cho anh, và anh đã gọi Khương ủng hộ thêm G4 giống của anh Trọng ha. Và trước khi test âm thanh cho anh thì em báo anh là em đã nhận tiền của anh vào lúc 12 giờ 18 phút 51 giây Vietcombank ha. Và lần này anh có báo cho Khương là có tặng thêm một cọng dây nữa, tại vì về có thiết bị xài lỗ 3.5 thì Khương cũng tặng dư luôn ha. Có nghĩa là về anh thấy sẽ dư ra một cọng dây, không có thắc mắc nha. Chiếc này em tặng hai cọng để anh xài hoa sen cũng được, mà xài lỗ 3.5 cũng có dây luôn, khỏi mất công đi mua, vì mua cũng không có bao nhiêu tiền. Còn cọng dây xịn này thì cũng có mấy chục ngàn thôi, nhưng mà mất công thời gian mình đi, vì khách cũ ủng hộ chỉ khách thì nên em tặng thêm ha. Bây giờ cách sử dụng thì đơn giản, em có làm cái video của anh Trọng ở xã Ea Tu cái gì em gửi qua lại một lần nữa ha. Và cái video này em hát 2 mic gửi một quần nữa luôn cho khách nhìn luôn ha. Giờ em tăng nhạc em test. Test cho anh Hữu Trọng. Tân Lập, Ban Mê Thuộc, Đắk Lắk. Sao chưa thấy hồi âm? Sáng tác Châu Kỳ, karaoke Tình Dằn. Đã nhận về công ban 12 giờ 18 phút 51 giây. Em hát thổi mi một đoạn rồi em sẽ gửi qua Zalo cho anh. Và em chụp cái màn hình đã nhận tiền gửi qua cho anh luôn. Theo năm tháng ngoài mông, thư gửi đi mấy lần, đời hồi âm chưa thấy. Em ơi nhớ dần đây, còn có anh đêm ngày hân hương nhớ với đây. Ngày đi người đã hứa, còn những lời chan chứa, còn hơn gió hơn mưa. Mỗi từng một lần thứ kể nghe chuyện sương gió, kể nghe niềm ươn mơ. Nhưng em vẫn hồi thư, hay là em hững hờ, hoặc là em không nhớ. Anh đâu khát người xưa, ngày lần đêm mong chờ, tình yêu nói sao vừa. Từ lâu đàn đàn xa vắng, đợi trăm trăm ngàn cây đắng, hỏi em có hay không. Chỉ cần một hồi âm là anh mừng vui lắm, cớ sao em phụ lòng. Giờ Khương đổi mi nha, tiếp tục kiểm tra cái thứ hai. Vì cái video nó dài à, nó dài khoảng 7 phút là gửi qua Zalo anh không xem hết được. Em tranh thủ em sẽ lấy cái mic khác em test tiếp tục và gửi qua cho anh, và đóng hàng kịp hôm nay cho anh luôn. Một lần nữa cảm ơn anh Hữu Trọng nha, đã ủng hộ Khương. Theo năm tháng ngoài mong, lần đời hồi âm chưa thấy. Em ơi nhớ rằng đây, còn có anh đêm ngày hân hương nhớ với đây. Ngày đi người đã hứa, còn những lời chan chứa, còn hương gió hơn mây. Lần kể nghe chuyện sương gió, kể nghe niềm ươn mơ. Nhưng em vẫn
môi tư, hay là em hững hờ, hoặc là em không nhớ. Anh đâu khác người xưa, ngày lặng đêm mong chờ, tình nghĩa nói sao vừa. Từ lâu đặt xa vắng, đợi trăm trăm ngàn cây đắng. Hỏi em có hay không? Chỉ cần một hồi âm là anh mừng vui lắm. Cớ sao em phụ lòng? Một lần nữa cảm ơn anh Hữu Trọng đã ủng hộ Khương micro, một cặp micro và mixer G4 kèm tặng mấy cái dây qua âm ly lo kẹo. Và sản phẩm này thì cái chất lượng âm thanh thì nó cũng dạng như không có cao cấp lắm ha, vì cái sản phẩm này thì nó cũng có hơn 1 triệu thì anh biết rồi. Mà một cặp mixer và dây như vậy thì nó cái dạng tầm trung, chứ không phải là dòng mixer mà cao cấp 5-7 triệu mà để tuyệt đối hay, thiệt là hay thì không hay lắm nha. Cái này dạng tầm trung. Và anh Trọng ở EATU đã sử dụng rồi và đã tư vấn chỉ cho anh mua của em, thì có nghĩa là anh đã chứng tỏ là đã tin tưởng em và đã chuyển khoản cho em. Cái đó là em hiểu và em sẽ chi tiết cẩn thận chỉnh sẵn hết cho anh luôn. Và sau này có quên gì anh nhìn vào cái Zalo, anh phóng ra nhìn vô Zalo là sẽ nhớ mãi luôn nha anh nha. Rồi một lần nữa cảm ơn anh Hữu Trọng ở Tân Lập, Ban Mỹ Thuộc, Đắk Lắk rất nhiều. Cảm ơn anh.